Hai người không có tình cảm làm sao mà sống chung cả đời được? Đó mới là vấn đề. Anh ta không vui thì chị cũng không vui. Nhưng anh ta cứ nằng nặc rục chị kết hôn. Tuy nói thế này hơi ác với Từ Khởi Phi, nhưng cậu nên ích kỷ một chút, mặc kệ anh ta. Nhưng Từ Khởi Phi rất tốt với mình, mình không thể khiến anh ấy bị tổn thương. Phải rồi, thứ bảy này là sinh nhật của anh. Em mau suy nghĩ xem nên tặng anh quà gì đi. Tiếp theo đây tôi sẽ công bố giải thưởng ca khúc hay nhất.